ý 125 đang bị yếu rồi nhồi chứ tung cái đầu. Giờ mình có mở ra mình làm lại không? Để trước khi làm cho em coi ha. Sao? Xong của dĩa thái ý anh em chuông nè đó sò quay nè é đỏ nha móc luôn bánh bi luôn này nồi á nếu mà nồi viên chưa làm á thì về tới đây thôi mình làm xong nó sẽ chạy ra ngoài luôn đó. Này có thay thêm cái lồng gió đồ chơi á chứ em thấy nó nhiều gió nó nhẹ xe hơn thì nó tiết kiệm xăng mình cho anh em luôn cho là cái zin á chạy thì là nóng bụi à không có gió anh em thấy nè này là chỉ lấy chỗ quay mẫu cho anh em thôi nha bên chú xe này là mới dọn là họ đó mới hết á bây giờ tiến hành mình lắp nồi vô xong mình kéo tốc độ cho anh em xem nha thay lọc gió nghe gió nó nhiều hơn nhẹ hơn cầu phải mình đây tiếp tục lại một ngày bận rộn ý mod vario a cộng center rider vario sh việt ý là cũ 300 này đủ các loại xe nha gắn thông xe cho anh em.